quý vị, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến khu dân cư, đến tận người đi biển là việc làm thường xuyên của Phòng Tư pháp quận Sơn Trà trong thời gian qua. Qua đó giảm thiểu số người vi phạm pháp luật, đặc biệt là số tàu thuyền đánh bắt xa bờ vi phạm lãnh hải nước ngoài của ngư dân vùng biển Sơn Trà giảm đi rõ rệt. Việc khai thác cũng hiệu quả bền vững hơn nhờ tuân thủ các quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11. Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có gần 35 km bờ biển với hơn 1.200 tàu thuyền hoạt động khai thác thủy hải sản. Trong đó có gần 500 tàu có công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ. Trước đây, việc khai thác chồng lớn vùng biển, tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài bị phía bạn bắt giữ, gây thiệt hại cho ngư dân và làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao các nước tiếp giáp vùng biên giới biển. Trước thực trạng này, Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận cùng chính quyền địa phương ven biển tổ chức 20 buổi truyền thông, cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển, cấp hơn 3.000 đầu sách pháp luật, 120 đĩa DVD cho ngư dân đi biển, đã tổ chức cho chủ tàu cá ký cam kết không xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, đồng thời vận động các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ thành lập tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển để giúp đỡ, hỗ trợ và kiểm soát lẫn nhau khi hoạt động trên biển. Thì đối với quận Sơn Trà thì chúng tôi xác định là một cái phường trọng điểm, nhất là về cái việc là có cái vùng biên giới biển. Thì thời gian qua thì Phòng Tư pháp đã tham mưu cho ban quận chỉ đạo các ngành có liên quan như biên phòng và các ngành khác của quận đã tổ chức vận động tuyên truyền cán bộ nhân dân vùng biên giới khu vực biển của quận đã thực hiện tốt các cái việc là chấp hành pháp luật, hướng dẫn người dân trong quá trình làm ăn trên biển cũng như trong cuộc sống. Không chỉ chú trọng tuyên truyền về biển đảo, các hoạt động truyền thông hỗ trợ tư pháp trên địa bàn quận Sơn Trà cũng được quan tâm dưới nhiều hình thức. Trong các cuộc họp tại khu dân cư, tổ dân phố, các báo cáo viên thường lồng ghép thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân nâng cao cảnh giác và vận động người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của nhà nước. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, 4 phường thuộc địa bàn quận Sơn Trà phải phong tỏa cứng. Lực lượng cộng tác viên hỗ trợ tư pháp cơ sở và tổ COVID cộng đồng đã vận động người dân chấp hành nghiêm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Thì vì thông qua các tổ dân phố hoặc là ban tám mặt trận và khu dân cư, thì cái tuyên truyền pháp luật của phường đến với người dân rất là nhanh và kịp thời. Cho nên từ đó thì đã tạo cho người dân một cái suy nghĩ. Đó là làm cho người dân tin tưởng hơn về những chính sách pháp luật của nhà nước. Thì trong thời gian dịch thì chúng tôi cũng rất là may mắn và kịp thời được nắm bắt được những thông tin từ chính quyền địa phương cũng như ban tám mặt trận, bí thư chi bộ là tổ trưởng dân phố là đến với nhân dân một cách kịp thời và nhờ như thế mà cái công tác phòng chống dịch đạt được nhiều hiệu quả cao hơn. Thời gian đến, quận Sơn Trà chú trọng phổ biến pháp luật trên báo đài, trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị địa phương, thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa vai trò của Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống, đồng thời vận động nhân dân chung sức đồng lòng, tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày pháp luật nước ngoài sau năm 1911 thì trong cái thời gian cao điểm là từ tháng 10 tháng 11, đây là một trong cái đánh dấu cái mốc đánh dấu để cho người dân nhận thức trong cuộc sống chúng ta phải biết đến pháp luật, phải tìm hiểu pháp luật, mặc dù là trong 2 tháng nhưng mà đó là cái tiềm thức để đánh giá, để nhận, để tạo cho người dân có cái nhận thức trong cái việc là tìm hiểu và chấp hành pháp luật.